Xin trân trọng mến chào tất cả các bạn và các anh chị thân mến. Hôm nay Duy quay trở lại và tiếp tục làm một cái video trong cái chuỗi video về vấn đề sức khỏe. Cái chủ đề của video hôm nay đó là thấu hiểu cái khả năng chuyển hóa kỳ diệu của cơ thể và xóa tan cái nỗi lo ăn uống thiếu chất của chúng ta. Thì tất cả các cơ thể sống à, trên cái hành tinh này nói chung và cơ thể của chúng ta nói riêng thì nó có những cái khả năng vô cùng kỳ diệu và tinh vi à, mà cái khoa học hiện đại bây giờ thì chỉ hiểu biết à, những cái lát cắt hoặc là hiểu biết rất là ít về cái cơ thể sống của chúng ta mà thôi à, và không thể nào có thể lý giải hết à, vô vàng những cái hiện tượng và những cái à, quá trình mà trong một cơ thể sống có được. Duy có thể nêu ra một cái vài ví dụ cho quý vị ví dụ như là trong cơ thể của Duy và các bạn hiện nay thì không thể nào chúng ta hiểu được là cái ý thức cái suy nghĩ của chúng ta nó bắt đầu từ đâu và nó hình thành như thế nào thì hiện nay thì trong cái ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo đó người ta đang cố gắng tạo ra một cái cổ máy một cái máy tính mà nó có khả năng tự suy nghĩ trong khi đó cái khả năng này đã có trong con người của mỗi chúng ta từ rất là lâu rồi và tại sao mà mỗi cơ thể sống nó có khả năng tự duy trì cái mạng sống của nó cái sự sống của nó À, để chống chọi lại tất cả những yếu tố bất lợi bên ngoài mà nó không tự hủy diệt à, tức là cái bản năng sinh tồn lúc nào nó cũng duy trì à, cái khả năng à, sống sót của nó không thể nào khoa học có thể lý giải được là một cái bào thai được hình thành trong một cái cơ thể của người mẹ tại sao nó lại trải qua các cái quá trình phát triển để hình thành một cái đứa bé à, mặc dù người ta có thể sao chụp và biết được là cái quá trình phát triển của bào thai trải qua những giai đoạn khác nhau nhưng mà động lực nào thúc đẩy cái sự phát triển, cái sự hình thành của bào thai qua các giai đoạn đó? Cơ thể của chúng ta được cấu tạo từ hàng ngàn tỷ tế bào khác nhau. Nhưng mà tại sao các tế bào của cơ thể chúng ta có khuynh hướng là gì? Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên trưởng thành rồi nó lại già đi, nó lão hóa. Rồi cuối cùng là chúng ta phải chết đi, phải trở về với các bụi. Thì khoa học vẫn chưa lý giải được. Và rồi còn rất là nhiều cái hiện tượng khác nhau nữa mà chúng ta chưa thể nào có thể hiểu thấu được thì à, duy có thể nói là tạm thời ví cái cơ thể mỗi cơ thể sống của chúng ta là một cái tiểu vũ trụ nghĩa là nếu mà nhìn cái vũ trụ mà chúng ta đang sống hiện nay đó là một cái vũ trụ với hàng ngàn hàng tỷ những cái thiên hà những cái ngân hà nó vận hành vô cùng là phức tạp à, với vô vàng những cái mối liên hệ khác nhau thì cơ thể của chúng ta cũng có thể xem là một cái tiểu vũ trụ ngay cả trong cái bộ não của chúng ta thôi à, có hàng 100 tỷ neuron thần kinh và mỗi neuron thần kinh này nó hình thành 30.000 cái liên kết và cái con đường kết nối khác nhau. Tức là những cái xúc tu của nó để hình thành những cái liên kết đến các cái neuron thần kinh bên cạnh. Thì quý vị có thể thấy là với 100 tỷ nhân cho 30.000 các cái đường kết nối như vậy thì hầu như là cái khả năng chứa đựng thông tin của bộ não của chúng ta là vô cùng tận à có thể nói là nó có thể ví như là cái liên kết trong bộ não của chúng ta như là cái số lượng các cái thiên hà các cái hành tinh trong cái vũ trụ này thì một trong những cái điều kỳ diệu của cơ thể sống đó là cái khả năng chuyển hóa à nói nôm na là cái khả năng biến đổi từ chất này sang chất khác khả năng biến đổi những cái chất đơn giản à thành những cái chất phức tạp khả năng biến đổi những cái phân tử đơn giản thành những cái phân tử phức tạp khả năng biến đổi từ năng lượng sang vật chất và ngược lại thì để hiểu được cái quá trình chuyển hóa này cũng như là thấu hiểu được cái quá trình chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta đó từ thức ăn chuyển thành các chất dinh dưỡng và từ dinh dưỡng chuyển thành năng lượng và chuyển thành các cái dạng vật chất khác nhau như thế nào thì trước hết là chúng ta hãy quan sát ba cái ví dụ trong tự nhiên thì duy đưa ra ba ví dụ này rất là gần gũi, rất là quen thuộc nhưng mà có lẽ là quý vị không có để ý đến. À để mô phỏng cho cái quá trình chuyển hóa của một cái cơ thể sống nó tinh vi và nó phức tạp như thế nào. Và từ đó chúng ta có thể hiểu phần nào đó về cái khả năng chuyển hóa của chính cơ thể mình. Thì cái ví dụ thứ nhất đó là cái quá trình chuyển hóa dinh dưỡng của cây xanh. Thì ai cũng biết là cây xanh đó, bộ rễ của nó hút nước và các cái muối khoáng à khi mà hút nước và muối khoáng thì đi lên lá cây đó thì trong lá cây có rất là nhiều cái tế bào diệp lục. Thì đa phần cây xanh là như vậy. Thì tế bào diệp lục này dưới sự tác động của năng lượng ánh sáng mặt trời à cùng với CO2 trong không khí thì khoáng chất, nước, CO2 và năng lượng ánh sáng mặt trời thông qua cái quá trình quan hợp diễn ra ở trong tế bào à, các cái phân phân tử à, lục lạp đó thì nó mới biến đổi à, tổng hợp được cái chất đầu tiên đó là tinh bột và đa phần tất cả các cây xanh trong tự nhiên á, đều tổng hợp tinh bột theo cái phương thức này và từ tinh bột thì cây xanh nó thông qua cái quá trình chuyển hóa của nó để nó biến đổi thành protein biến đổi thành lipid à, biến đổi thành các cái vitamin à, biến đổi thành các cái hormone à, biến đổi thành nhựa cây à, có thể nói là máu của cây đó à, vân vân và vân vân À, thì quý vị thấy là gì trong các cái thành phần dược liệu có trong à, cây xanh đó, thì quý vị thấy là hầu như nó là có hàng ngàn hàng hàng triệu có hàng tỷ chất khác nhau mà hiện nay là cái ngành dược á, à, hiện nay là nghiên cứu chưa hết nữa chưa có thể khai thác hết tất cả những cái dược tính cũng như là à, tổng hợp được à, tất cả hiểu biết hết được tất cả các cái 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 hóa chất các cái, chất, à, các cái à, phân tử hình thành trong cây xanh thì cây xanh các bạn có thể thấy là à, có thể cung cấp chất đạm cho chúng ta nè từ các loại đậu nè cây xanh có thể cung cấp chất béo cho chúng ta nè từ các loại đậu phộng như là mè hạt hướng dương vân vân cũng cung cấp các loại dầu cho chúng ta rồi cây xanh còn cung cấp là gì cho chúng ta tinh bột các loại củ các loại ngũ cốc rồi cây xanh còn cung cấp cho chúng ta là vitamin và các loại khoáng chất hầu như là cây xanh cung cấp tất cả đạm chất béo chất đường vitamin các loại khoáng chất không thiếu cái thứ gì hết à, cho nên các bạn thấy là gì nếu mà chúng ta ăn biết cách ăn uống thức ăn thuần thực vật thì chúng ta hoàn toàn có thể dung nạp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng cho cơ thể từ tinh bột cây xanh có thể tổng hợp thành cái chất cellulo thì nhờ cái chất cellulo này mà cái tế bào của cây xanh đó, nó sẽ được vững vững chắc nó được cấu trúc là gì à, cứng hơn À, khỏe hơn chắc hơn cho với cái tế bào cái thành của tế bào động vật cho nên cây xanh các bạn thấy là nó có là gì cây xanh nó nó cứng nó có gỗ là do cái chất cellulose này cái ví dụ thứ hai để cho thấy cái sự kỳ diệu à, về cái vấn đề chuyển hóa trong tự nhiên đó là duy đưa ra cái ví dụ về con bò thì nếu mà nói về chất đạm á, thì ai cũng sẽ liên thường thường là chúng ta sẽ liên tưởng đến là cái miếng thịt bò à, đạm là nó đến thịt bò đạm là nó đến thịt heo đạm là nói đến thịt gà thì chúng ta thường suy nghĩ như vậy. thì quý vị có bao giờ suy nghĩ là tại sao con bò à, nó không ăn thịt nhưng mà nó có rất là nhiều đạm và cái xương của nó đó cơ xương của nó rất là khỏe mạnh trong khi con người của chúng ta đó con người của chúng ta nghĩ rằng đó để có đạm trong cơ thể để xương được khỏe đó là chúng ta phải ăn thịt bò chúng ta phải uống sữa bò à, chính chúng ta à, tạo nên cái nghịch lý trong chúng ta luôn À, vì quý vị thấy là cái quá trình mà tại sao con bò nó hình thành đạm à, Thì con bò thì ai cũng biết nó ăn cỏ Thì khi nó ăn cỏ đó thì cỏ đầu tiên được đưa vào cái túi cỏ Hay là cái dạ cỏ rất là to trong bụng đó Sau đó là từ dạ cỏ sẽ chuyển sang là cái dạ tổ ong à, Từ dạ tổ ong nó sẽ được ngắm các cái men làm mềm Và sau đó là nó ói ra Tức là con bò hay con trâu đó nó ăn á, nguyên một ngày nó ăn cỏ Thì ban đêm về nó nằm nó mới ói ra nó ói ra nó nhai lại, à, quá trình nhai lại Nó nhai lại xong nó nuốt vào bên trong lần thứ hai Thì khi nó nuốt vào bên trong lần thứ hai thì cỏ sẽ đi đến lại cái dạ lá sách Từ dạ lá sách nó mới chuyển qua là cái dạ muối khế Và từ cái dạ muối khế mới đi xuống cái đoạn ruột thẳng và đến cái đoạn ruột non à, Thì từ trong cái đoạn ruột non này á, thì các cái vi khuẩn á, bắt đầu lên men Vi khuẩn sẽ sử dụng cái sinh khối trong cỏ á vi khuẩn sẽ sử dụng các cái chất dinh dưỡng ở trong cỏ mà con bò nó đã nhai nát đó nó mới phát triển nó sinh sôi nảy nở thì vi khuẩn là từ một con nó phát triển thành hai hai thành bốn bốn thành tám nó nhân theo cái mũ số như vậy thì quý vị thấy là gì chỉ sau một đêm thôi sau một thời gian thôi thì toàn bộ là gì các cái vi khuẩn này nó sẽ hình thành nên cái sinh khói tức là thành cái cơ thể của các vi khuẩn rất là nhiều và con bò này nó chỉ cần tiết men để tiêu hóa cái vi khuẩn này thì nó sẽ có thể lấy được là chất béo nè chất đạm nè vitamin nè khoáng chất nè chất đường nè hầu như tất tần tật mọi thứ dinh dưỡng của con bò là lấy từ trong sinh khối của các cái vi khuẩn mà vi khuẩn này là gì lấy thức ăn từ trong cỏ mà cỏ được con bò lấy vào từ bên ngoài đây có thể nói là một cái quá trình cộng sinh và một cái quá trình chuyển hóa vô cùng tuyệt vời và kỳ diệu của thiên nhiên À, vậy thì các bạn thấy là gì? con bò nó lấy axit amin, axit amin từ trong thân thể à, cái xác của các vi khuẩn để nó tự tổng hợp nên cái cái protein của nó. cho nên con bò nó rất là nhiều thịt. nhưng mà thịt bò lại lấy từ từ gián tiếp từ trong cỏ và chất đường hay là bộ xương của con bò, canxi của con bò lấy từ trong cỏ mà nó ăn vào. thì quý vị có thấy là à, quý vị thấy là gì? cái sự kỳ diệu của chuyển hóa. À, từ cái chất ban đầu phức tạp biến đổi thành những chất đơn giản từ những chất đơn giản lại trở thành cái nguyên liệu để cấu thành nên tổng hợp nên những chất phức tạp như là đạm như là xương như là các cái hormone nói chung là rất rất là vi diệu cho nên nếu ai nghĩ rằng á muốn bổ đạm cho cơ thể thì phải ăn thịt bò thì đây là một cái quan niệm có thể nói là lạc hậu là lỗi thời à, chúng ta chưa hiểu về cái quá trình chuyển hóa thì trong cơ thể của chúng ta nó cũng chuyển hóa như vậy. Nó lấy các axit amin chúng ta ăn từ rau củ, nó lấy axit amin chúng ta ăn từ các cái loại động vật vân vân để tự tổng hợp nên axit amin của chính cơ thể mình. Cái ví dụ thứ ba mà Duy đưa ra cho quý vị đó là cái ví dụ về cái quả trứng gà. Nếu cái quả trứng gà mà nó được thụ tinh đó là nó có cái phôi bên trong đó thì quý vị là con gà mái nó ấp cái trứng gà đó trong vòng 20 ngày. Thì cái phôi ban đầu chỉ là một cái tế bào được thụ tinh từ cái tinh trùng của con gà trống kết hợp với cái nõn hay là cái trứng của con gà mái thì nó sẽ phát triển nằm trong trứng đó, nó sẽ phát triển nó sẽ nhân đôi nhân đôi nhân đôi lên nó phát triển thành một khối tế bào hình thành cái phôi và cái phôi đó hình thành nên tim rồi hình thành nên mạch máu hình thành nên hệ thần kinh rồi da rồi xương rồi hình thành nên cái lông và cuối cùng là gì sau 20 ngày nó phát triển thành con gà và con gà nó gõ mỏ À, nó mổ cái vỏ trứng để nó đi ra ngoài và nó nó thành con gà con thì rõ ràng là từ một tế bào ban đầu cái phôi thôi kết hợp với cái chất dinh dưỡng là cái lòng đỏ và cái lòng trắng của trứng gà thì trong 20 ngày đó nó đã biến đổi thành con gà con thì từ điều này các bạn có thể thấy là gì à, trong tự nhiên nó có khả năng chuyển hóa từ những cái đơn giản thành những cái phức tạp à, rất là kỳ diệu vậy thì cơ thể con người của chúng ta đó chúng ta là động vật thượng đẳng là động vật phát triển nhất trên cái hành tinh này à, tế bào của chúng ta đó cũng được tiến hóa từ một cái nguồn gốc chung cách đây hàng tỷ năm à, khi mà biển và đại dương mới hình thành khi mà bầu khí quyển này mới hình thành đó thì có những cái tế bào đầu tiên à, những cái chất hữu cơ đầu tiên hình thành nên những cái tế bào đầu tiên à, từ những cái tế bào đơn bào rồi phát triển thành đa bào à, phát triển thành các nhánh khác như là cây xanh động vật vân vân và cuối cùng có một cái nhánh á, từ cái người tinh khôn phát triển thành con người thì nếu mà nói đến cái lịch sử loài người thì phát triển thì các bạn thấy là chúng ta có nguồn gốc chung đối với thực vật đối với động vật đối với tất cả các cái sinh vật trên cái quả địa cầu này vậy thì chúng ta thượng đẳng chúng ta phát triển nhất vậy thì tế bào của chúng ta đó thì trong cái nhân của nó cái vật chất di truyền trong gen trong adn trong nhiễm sắc thể đó, nó có kế thừa được những cái cái ưu điểm này hay không nó có khả năng chuyển hóa hay không thì cái câu trả lời là chắc chắn là có và thực sự là có và nó còn tinh vi và phức tạp hơn các động vật khác rất là nhiều tuy nhiên do chúng ta không để ý hoặc là chúng ta không có tìm hiểu thì chúng ta không hiểu được cái sự phức tạp cũng như là cái à, cái sự vi diệu cái sự kỳ diệu của cái quá trình chuyển hóa của cơ thể tiếp theo đây thì di sẽ đưa ra những cái phân tích để quý vị thấy là cơ thể của chúng ta đó nó cũng có khả năng biến đổi những cái chất đơn giản thành cái chất phức tạp à, và nếu chúng ta hiểu được cái điều này đó thì chúng ta không còn lo là cơ thể của chúng ta thiếu chất à, nếu mà chúng ta biết cách ăn đúng à, và chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời nếu chúng ta thực hiện những cái điều mà cơ thể cần thì ai cũng biết là chúng ta ăn ngũ cốc à, ví dụ như là ăn cơm chúng ta ăn uh, ngũ cốc lứt ăn các loại hạt á, thì trong đó có chứa rất là nhiều tinh bột thì tinh bột mà khi vào trong đường ruột non của chúng ta đó nó sẽ phân giải à, biến đổi thành cái đường thấm vào máu nó biến đổi thành gluco và gluco chính là cái nguồn năng lượng mà cơ thể của chúng ta cần rất rất là thường xuyên gluco à, sẽ giúp cho tế bào của chúng ta có năng lượng để hoạt động và gluco cái nguồn năng lượng chính của cơ thể à, kết hợp với các cái loại khoáng chất với nước thì hầu như cơ thể của chúng ta có thể tổng hợp được rất là nhiều chất khác nhau ví dụ có thể tổng hợp được các hormone nè ví dụ có thể tổng hợp được các vitamin nè ví dụ nó có thể tổng hợp thành chất chất béo nè và một số axit amin à, đơn giản và thiết yếu cho cơ thể quá trình tổng hợp này có thể diễn ra tại tế bào của cơ thể của chúng ta hoặc là diễn ra tại gan là cái nhà máy có thể nói là cái nhà máy mà dược phẩm um, kỳ diệu À, của của cơ thể của chúng ta mà không có cái nhà máy nào trên thế giới này có thể thay thế được. Gan của chúng ta có khả năng dự trữ glucogen, tức là nếu chúng ta ăn cái tinh bột, chuyển hóa thành gluco mà gluco dư thừa đó thì gluco sẽ chuyển hóa thành glucogen dự trữ trong gan à, dưới tác động của cái hormone là insulin tiết ra từ cái tuyến tụy. Ngoài ra đó, gan của chúng ta có khả năng thải độc, tức là nó đào thải những cái độc tố à, dư thừa trong dòng máu của chúng ta à, để chuyển thành À, những cái chất có ích cho cơ thể hoặc là chuyển thành cái mật dự trữ trong túi mật từ đó đổ vào ruột hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa cơ thể của chúng ta bị thương tật à, các cơ quan nội tạng bị tổn thương thì gan cũng chính là cái nơi tạo ra những cái hóa chất những cái dược phẩm để mà mang đến tế bào để mà chữa lành tế bào rất là tuyệt vời gan còn có khả năng tổng hợp một số axit amin và những cái chất rất là phức tạp mà hiện nay khoa học cũng chưa thể nào giải thích được và chưa thể nào hiểu biết hết được. Đối với vitamin B12 là một cái vitamin rất là quan trọng, mà thiếu vitamin B12 có thể là dẫn đến là chúng ta bị phù thủng Thì uh, vitamin B12 được cơ thể chúng ta nó tổng hợp như thế nào? Thì cơ thể lấy vitamin B12 từ cái vỏ cám của các cái hạt gạo gạo lứt hay là các ngũ cốc lứt, à, tức là các cái loại hạt đó thì nó có cái lớp vỏ bao bọc cái lõi bên trong nó gọi là cái vỏ cám. thì trong cái vỏ cám nó có cái thành phần của vitamin B12 ngoài ra đó cơ thể chúng ta còn một cách lấy vitamin B12 nữa đó là những cái thức ăn thừa do quá trình tiêu hóa được đẩy xuống ruột già thì tại ruột già của chúng ta đó các bạn tưởng tượng nó là một hệ sinh thái các cái loại vi khuẩn và cái vi khuẩn ở ruột già nó chiếm khoảng là gì 85% vi khuẩn có lợi và còn lại là vi khuẩn có hại nhưng mà những vi khuẩn có có lợi là nó sẽ lên men cái thức ăn dư thừa đó để biến đổi thành rất là nhiều cái loại khoáng chất khác nhau À, hình thành nên sinh khói của vi khuẩn nhưng mà bên cạnh đó nó tạo ra một cái vitamin nó gọi là B12 và ruột già của chúng ta sẽ hấp thụ cái muối khoáng nước và cái vitamin này khi chúng ta ăn cái đạm từ động vật chúng ta ăn cái đạm từ thực vật ví dụ như từ các cái cây họ đậu hoặc là trong thậm chí là trong các loại rau củ quả luôn nếu mà chúng ta phân tích ở cái mức độ phân tử đó à, thì trong tế bào của của thực vật và động vật đó thì nó đều có chứa là chất đạm chất đường, chất béo, các cái vitamin và cái khoáng chất rất là nhiều Nhưng mà cái tỷ lệ của nó có thể khác nhau à, Thì cơ thể của chúng ta khi mà tiêu hóa thức ăn đó Động vật hay thực vật nói chung Nó đều phân giải thành những cái phân tử, những cái cấu trúc đơn giản nhất Ví dụ như là chất béo thì nó phân tích thành glycerin và axit béo Đạm thì nó phân tích thành các cái axit amin à, Rồi tinh bột thì nó sẽ phân tích và biến đổi thành gluco chẳng hạn thì thì cơ thể chúng ta các bạn biết là nếu mà nói về tổng hợp protein đó, thì cái cái đơn vị cấu trúc của protein là axit amin thì trên cái hành tinh này cái quả địa cầu này mặc dù có nhiều cái sinh giới có nhiều cái sinh loài khác nhau nhưng mà nói chung quy lại đó thì có khoảng 20 loại axit amin và 20 loại axit amin này tùy cái trình tự sắp xếp và cái số lượng axit amin để hình thành nên các sâu chuỗi nó gọi là các protein và protein này đến lượng nó để nó hình thành nên gì nó sẽ xoắn lại để tạo nên các cái cấu trúc không gian phức tạp à, từ các protein này sẽ đóng vai trò là gì xây dựng cấu trúc cho cơ thể tạo các cái hormone thì tất cả các protein này nè cái vị trí sắp xếp các axit amin này được quy định trong gen và gen là gì gen là một cái phần mã di truyền nằm trong nhiễm sắc thể trong tế bào nhân của chúng ta đó thì gen này nó sẽ quy định cái à, mã à, ARN thông tin à, ARN thông tin tức là cái chuỗi ARN mà nó sẽ quy định cái trình tự sắp xếp của các axit amin à, và từ đó quy định trình tự sắp xếp cái cấu trúc của protein tương ứng. Thì rõ ràng là quý vị thấy là cái cơ thể chúng ta nó có khả năng kỳ diệu là gì? Biến đổi cái đạm động vật thực vật rất phức tạp về những axit amin rất đơn giản, rồi nó lấy axit amin đó như là những viên gạch để xây dựng nên các protein của cơ thể. Thì rõ ràng là chúng ta ăn miếng thịt bò, nhưng mà cuối cùng cái đạm, cái axit amin từ trong thịt bò biến thành cái cái đạm axit amin trong cái cơ thể của chúng ta từ trong thực vật cũng vậy à, và ở đây duy xin nói rõ một điều là gì thực chất đó à, nhiều người nghĩ rằng khi nghĩ đến đạm đó thì chúng ta nghĩ đến miếng thịt bò nghĩ đến thịt động vật nhưng mà thực tế đó cơ thể chúng ta hoàn toàn có thể tổng hợp chất đạm cho cơ thể từ các đạm của rau củ quả từ trong thực vật à, bằng cách là nó lấy axit amin trong tế bào của thực vật để từ đó tổng hợp nên cái protein cho cơ thể và axit amin trong tế bào của thực vật trong các loại đậu trong các loại rau củ đó nó gọi là axit amin lý tưởng nghĩa là gì nghĩa là đạm của động vật và thực vật cái thành phần axit amin nó khác nhau à, nhưng mà cái tỷ lệ và cái số lượng axit amin trong thực vật đó, chúng ta lấy nhiều hơn trong động vật nghĩa là chúng ta ăn một cái miếng thịt bò thì chúng ta có thể lấy là axit amin với cái cái tỷ lệ là khoảng 20% trong tổng số axit amin được tiêu hóa từ thịt bò. Nhưng mà cái lượng đạm trong thực vật đó, rau củ quả, các loại đậu đó thì chúng ta lấy với cái tỷ lệ nhiều hơn, có thể nói là triệt để. Và cái việc đào thải cái axit amin dư thừa cũng là một vấn đề. Đào thải axit amin dư thừa trong thịt nó sẽ khó khăn hơn và nó mất nhiều năng lượng và khoáng chất cho cơ của cơ thể hơn là so với đào thải các axit amin dư thừa trong thực vật. Cho nên có thể nói là gì? Việc chuyển hóa đạm cho cơ thể từ đạm thực vật nó dễ dàng hơn so với chuyển hóa đạm từ động vật. Và có người cơ thể của người của chúng ta đó có thể hoàn toàn sống khỏe mạnh, không bệnh tật. Nếu chúng ta biết cách ăn uống đúng loại thức ăn và chúng ta biết cách à, sinh hoạt lành mạnh à, để tạo điều kiện cho cơ thể nó có khả năng là gì tự chữa lành, nó có khả năng là gì tự dọn dẹp rác, à, tự khôi phục lại những cái hỏng hóc, những cái hư hỏng của nó. thì đây là một cái công trình đã được một cái à, bác sĩ người Nhật, cái người đã đoạt giải Nobel Y học năm 1916 đó, thì cái công trình của bác sĩ à, bác sĩ tên là Yoshinori, à, giáo sư giáo sư Yoshinori đã đạt giải Nobel năm 1916 thì lý giải cái quá trình gọi là quá trình khả năng tự thực của tế bào, à, nghĩa là mỗi tế bào của chúng ta nó có khả năng là gì? À, nếu mà nó già thì nó có khả năng phân hủy và nó sẽ tái tạo những cái tế bào mới tốt đẹp hơn. À, nếu trong cơ thể của chúng ta nó có những hỏng hóc, những cái lão hóa thì nó sẽ thay thế bằng những cái à, tế bào khỏe mạnh hơn. Nếu như chúng ta bị bị một cái vết thương thì vết thương đó sau một thời gian nó sẽ lành da. À, nó sẽ khô nó lành lại và nó khôi phục lại cái trạng thái ban đầu thì cơ thể của chúng ta cũng vậy tất cả tế bào tất cả các cơ quan tất cả các nội tạng toàn bộ cơ thể chúng ta đều có khả năng chữa lành như vậy và làm cho cơ thể của chúng ta tươi mới à, chúng ta à, sẽ trẻ mãi và chúng ta sẽ lâu dài chúng ta sẽ có sức đề kháng tốt Tuy nhiên, tuy nhiên là do ngày nay chúng ta ăn quá nhiều. Chúng ta đưa vào những cái thức ăn không cần thiết cho cơ thể, cho nên cơ thể nó phải tốn thời gian để nó đào thải những cái dư thừa ra ngoài. Chúng ta ăn quá nhiều, cơ thể lo tập trung cái quá trình chuyển hóa à mà nó không còn thời gian, nó không còn đủ cái sức lực để mà nó thực hiện cái quá trình này. À do đó nếu mà chúng ta muốn kích hoạt cái khả năng tự thực của tế bào chúng ta muốn kích hoạt cái khả năng tự chữa lành của cơ thể thì chúng ta phải ăn ít thôi và chúng ta phải biết được là gì mối quan hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe mối quan hệ giữa thức ăn và quá trình chuyển hóa của cơ thể để chúng ta chọn cái thức ăn nào phù hợp với cơ thể và chúng ta ăn một cái lượng nào đó để cơ thể không có quá tải trong quá trình chuyển hóa để có thời gian tập trung làm những cái việc à, như là tự chữa lành làm những cái việc là sửa chữa những cái hỏng hóc cho cơ thể của chúng ta. Cơ thể của chúng ta có khả năng là chuyển hóa cái lipid từ trong thức ăn thành uh, cái lipid của cơ thể, chuyển thành mỡ nội tạng để mà trữ trong các cái cơ quan của cơ thể hoặc là trữ dưới dưới da, dưới bụng để chi để khi mà cơ thể chúng ta rơi vào trạng thái là đói rét thiếu thức ăn á thì nó có thể lấy cái mỡ nội tạng này để chuyển hóa thành cái đường gluco, chuyển hóa thành cái năng lượng để giúp cho chúng ta chống lại cái rét và giúp cho tế bào của chúng ta có đường để mà tồn tại duy trì cái sự sống thì trước đây đó có một số nhà khoa học đó người ta làm cái thí nghiệm này người ta bỏ đói những cái con thỏ chứ là không cho nó ăn gì hết thì sau một thời gian bỏ đói thì người ta phát hiện là gì các tế bào tủy xương của nó biến thành biến đổi thành các cái tế bào hồng cầu thì người ta mới đưa ra cái nhận xét cái kết luận là hồng cầu được hình thành từ tủy xương nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết á, nếu mà chúng ta à, tư duy á thì chúng ta thấy là gì? Cái điều này là vô lý. Vô lý ở chỗ là nếu mà hồng cầu hình thành từ tủy xương, vậy thì những người mà không còn tay còn chân nữa thì có lẽ chắc họ thiếu máu. <laughs> thì một cái sự thật đó, một cái sự thật tức là nhiên là cái công trình này chưa được công bố và công nhận rộng rãi. Duy ở đây duy, chia sẻ thôi, chia sẻ và các bạn tự tư duy, các bạn tự suy nghĩ coi nó hợp lý hay không. Thì thực tế đó các tế bào hồng cầu của chúng ta được hình thành từ ruột non. Ruột non của chúng ta sẽ tiêu hóa các cái thức ăn mà nếu chúng ta ăn những thức ăn tốt á, thì ruột non sẽ hình thành nên những cái hồng cầu rất là tốt. Nếu chúng ta ăn thức ăn xấu á, thì ruột non sẽ hình thành nên những tế bào hồng cầu không có khỏe. thì tế bào hồng cầu này nè, ngoài cái chức năng là gì mang oxy đến tế bào và lấy CO2 ra khỏi tế bào mang đến phổi thì nó còn có một chức năng nữa là gì? Nếu như bất kỳ các tế bào nào trong các cơ quan nội tạng như là tim, gan, tỳ, phế, thận, bất kỳ cái cơ quan nào trong cơ thể, da chẳng hạn, nếu mà tế bào nó bị lão hóa, bị hỏng hóc thì cái tế bào hồng cầu này nó có chức năng là gì? Nó sẽ thay thế những cái tế bào đó và làm cho cơ thể của chúng ta lúc nào cũng trẻ hóa, nào cũng khỏe mạnh hết. À, và ngược lại nếu mà chúng ta rơi vào cái trạng thái là gì? Đói rét, chúng ta rơi vào cái trạng thái thiếu thức ăn thì các tế bào trong cơ thể của chúng ta có khả năng biến đổi ngược lại từ tế bào cơ quan thành tế bào hồng cầu để duy trì cái sự sống của chúng ta đó là một điều hết sức là kỳ diệu nhưng mà ngày nay chúng ta không hiểu được cái cơ chế này chúng ta không hiểu được cái mối liên hệ giữa thức ăn với các tế bào trong cơ thể có thể nói tất cả chúng ta được sinh ra từ thức ăn thức ăn chính là nguồn gốc của mọi sinh loài <laughs> có người chúng ta thì tiêu hóa thức ăn là gì tại ruột non. Thì các bạn thấy là gì có cái mối liên hệ rất là chặt chẽ giữa thức ăn, tế bào hồng cầu, tế bào cơ thể, từ tế bào cơ thể tới tế bào hồng cầu. À thì nếu mà chúng ta ăn uống đúng, à chúng ta biết tạo điều kiện cho cơ thể thực hiện cái điều này đó thì dường như chúng ta sẽ trẻ hóa rất là lâu và cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành, chúng ta không cần đi bác sĩ, chúng ta không cần đến bệnh viện, chúng ta không cần bất kỳ cái loại thuốc cái dược phẩm nào để đưa vào cơ thể hết. À, chẳng qua là chúng ta ăn sai, chúng ta sinh hoạt sai lầm dẫn đến là gây cái gánh nặng cho cơ thể một thời gian dài, cơ thể chịu không nổi nó mới phát đi những cái tín hiệu đau nhức, nóng sốt, à, rồi chúng ta lại dùng thuốc để chúng ta dập tắt những triệu chứng đó, rồi sau một thời gian nó gọi là nó chịu hết nổi rồi nó mới phát sinh ra những cái bệnh huyết áp, tiểu đường, tim mạch, à, loãng xương, béo phì vân vân, à, thì chúng ta lại cố gắng là chúng ta suy nghĩ là chúng ta phải tìm một cái loại thuốc nào đó để chúng ta chữa trị hoặc là chúng ta phải đưa ra một cái phương pháp là phẫu thuật đưa hóa chất à, chúng ta xạ, xạ trị chúng ta hóa trị chúng ta làm đủ mọi thứ để gây áp lực lên cho cơ thể à, đến mức là cơ thể nó chịu không nổi nữa nó hình thành lên những cái tế bào ung thư à, hình thành lên những cái bệnh tật à, còn dữ dội hơn nữa tức là chúng ta không biết tạo điều kiện cho cơ thể của chúng ta tự khôi phục tự chữa lành mà chúng ta càng gây áp lực nặng nề lên cơ thể của chúng ta đến một ngày nào đó nó không còn khả năng chịu đựng nữa thì nó phải nó phải đầu hàng mình tự hại mình à, mình không có cái sự hiểu biết thấu đáo về cơ thể thì mình tự hại mình à, mình đưa mình vào cái hoàn cảnh khó khăn à, dẫn đến là gì cơ thể cái bản năng sinh tồn của nó là gì nó đang mạnh mẽ cái khả năng đề kháng cái sức khỏe của nó nó đang mạnh mẽ thì chúng nó bị chúng ta dập tắt à, bởi cái nguồn thức ăn à, đưa vào không đúng bởi cái lối sống sinh hoạt sai lầm đây là một điều hết sức là đáng tiếc <laughs> thì có thể nói là cái video hôm nay á, là duy thét gào là duy biểu tình dùm cho à, cơ thể của các bạn cho nên á, các bạn hãy cố gắng là tìm hiểu để trở thành là bác sĩ cho chính mình chúng ta cố gắng lắng nghe cơ thể để chúng ta thấu hiểu cơ thể mình thấu hiểu từng tế bào trong cơ thể mình để chúng ta biết cách giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình duy nói hôm nay á, có thể là quý vị sẽ không có thích duy gọi là ghét nhưng mà thực sự là gì duy đang nói lên cái tiếng nói của các tế bào trong cơ thể của các bạn. Duy đang nói lên cái tiếng nói của các cơ quan trong cơ thể của các bạn. Duy đang nói lên cái tiếng nói để mà giành giật lại cái sức khỏe và cái sự sống cho chính các bạn. Và không ai khác, chính các bạn mới là người tự cứu lấy mình, tự chữa lấy cho mình bằng cách là nâng cao cái khả năng hiểu biết, à, đọc sách, chúng ta đọc sách, chúng ta tư duy, à, chúng ta hãy thay đổi cái lối sống, cái ăn uống, cái sinh hoạt của chúng ta. À, để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh mà không phải phụ thuộc vào thuốc và các cái biện pháp gọi là y học khoa học hiện đại rất là tốn kém thì rõ ràng là nếu mà chúng ta hiểu được cái cơ chế à, cái khả năng chuyển hóa của cơ thể cái khả năng biến đổi về vật chất và năng lượng của cơ thể thì quý vị thấy là gì cái quan niệm là gì ăn gì bổ nấy là một trong những cái quan niệm hết sức là sai lầm không phải ăn thịt bổ thịt à, ăn mỡ bổ mỡ không phải như vậy À, tất cả đều thông qua cái quá trình chuyển hóa vô cùng phức tạp và tinh vi của cơ thể chúng ta phải biết trân quý cơ thể của mình các bạn thấy là ai tất cả mọi người ai có thể phản bội mình nhưng mà cơ thể mình không bao giờ nó phản bội mình nó luôn luôn cố gắng nỗ lực để duy trì cái mạng sống cho mình nó luôn luôn cố gắng nỗ lực để duy trì cái sự tồn tại của mình để để nếu kéo cái sức khỏe của mình à, vấn đề là mình phải biết cách hỗ trợ giúp đỡ cho nó À, để nó thực hiện được cái điều đó thì thông qua cái video hôm nay thì duy hy vọng là à, các bạn sẽ hiểu à, được một trong những cái điều hết sức là tuyệt vời à, của bản thân mình à, nhận thức được là gì cơ thể của mình là một cái cơ thể rất là hoàn hảo rất là kỳ diệu à, nó có khả năng là gì à, tồn tại và đẩy lùi hết tất cả những cái cái bệnh tật trong cơ thể của chúng ta với điều kiện là chúng ta phải trở thành cái người bạn tốt của nó chúng ta phải biết yêu thương nó chúng ta phải biết trân quý nó trái tim của chúng ta đó từ lúc mà chúng ta hình thành cái bào thai trong bụng mẹ cho đến lúc chúng ta nhắm mắt chúng ta lìa đời cái cõi đời này đó thì nó chăm chỉ nó nó làm việc liên tục nó phải bóp máu để đẩy đi đến từng cái tế bào trong cơ thể nuôi bộ não chúng ta nuôi những cái da những cái chi của chúng ta các cơ quan nội tạng nó làm việc rất là mệt cái phổi của chúng ta nó không ngừng nó thở để nó lấy oxy À, để nó thảy ra co hai à, nhưng mà chúng ta đối xử với nó là gì chúng ta đưa khối thuốc vào à, chúng ta hết khí độc vào à, chúng ta không biết yêu thương nó rồi cái bao tử của chúng ta đó nó phải làm việc ngày này qua ngày nọ để mà co bóp để tiêu hóa thức ăn để giúp cho chúng ta có chất dinh dưỡng để giúp cho chúng ta có được cái à, nguồn năng lượng để hoạt động nhưng mà chúng ta đưa vào những thức ăn mà nó không cần hoặc là đưa quá nhiều nó làm việc nó không làm việc xuể và nó dẫn đến nó viêm loét nó đau à, viêm loét nó đau thì chúng ta lại tiếp tục đưa những cái loại thuốc vào cho nó nữa thì cái quá trình đó nó càng làm nặng thêm bệnh nữa rồi cái đường ruột của chúng ta đó thay vì ban đêm nó cần nghỉ ngơi để khôi phục thì chúng ta đưa thức ăn thêm vào đưa thức ăn thêm vào thì đường ruột không có thời gian để nghỉ ngơi và sau một thời gian nó làm việc mệt mỏi thì nó sinh ra là bệnh ung thư ung thư ruột rồi đường chúng ta nạp vào cơ thể quá nhiều cái insulin của tụy nó không thể nào đủ để chuyển hóa thành glucose là thành glucogen cho nên nó tăng đường lên dẫn đến chúng ta bị tiểu đường rồi chúng ta nạp quá nhiều năng lượng quá nhiều thức ăn quá nhiều chất béo quá nhiều chất đường để nó biến đổi thành mỡ nội tạng nó tích lũy ở trong các cơ quan nội tạng vùng mỡ bụng chúng ta mập lên chúng ta mập lên thì chúng ta lại không biết cách xử lý như thế nào à, nói chung là gì nói chung là chúng ta đang tự tạo gánh nặng cho mình và những gì chúng ta ăn vào không chỉ bổ cho cơ thể mà nó còn bổ cho bác sĩ nữa 1 <laughs> phần 3 chúng ta ăn là bổ cho cơ thể 2 phần 3 ăn là để cho bác sĩ Chúng ta bệnh chúng ta đi bác sĩ à, Cho nên đơn giản là chúng ta hãy tìm hiểu Về cách ăn uống làm sao thuận tự nhiên Cách ăn uống làm sao à, cho phù hợp với cơ thể Thì quý vị có thể tìm hiểu về thực dưỡng hiện đại à, Thực dưỡng hiện đại Duy có làm cái video giới thiệu về thực dưỡng hiện đại là gì Cách ăn uống như thế nào à, Và làm sao để ăn uống đủ chất Thì quý vị có thể click cái đường link bên trên hoặc là xem cái mô tả trong cái phần video bên dưới này. Chúng ta phải kết hợp với cái phương pháp dưỡng sinh làm sao để chúng ta có thể sinh hoạt à, điều độ, à, chúng ta à, không nên là gì? À, sử dụng quá nhiều cái chất kích thích rượu bia rồi thức khuya à, vân vân những cái thói quen sinh hoạt không tốt thì chúng ta cố gắng chúng ta hạn chế à, để giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh để chúng ta có thể có một cái tuổi thọ lâu dài và chúng ta có thể sống dai sống sống khỏe để chúng ta à, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội thì cái video hôm nay có thể nói là quá dài rồi thì chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video này và nếu quý vị thấy cái video này có ích đó, thì đừng quên nhấn like hoặc click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video và nhớ là đăng ký kênh youtube duy võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên và lúc nào như có thời gian rảnh là duy sẽ làm video để chia sẻ với quý vị mong là quý vị sẽ xem quý vị sẽ ủng hộ duy một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những video gần nhất trân trọng mến chào